tới nay và vẫn tiến triển đều đặn. Cái tháng vừa rồi đó. Bích Phụ của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Hội Biệt Động Quân Hoa Thịnh Đốn đã có đêm hội ngộ bạc màu áo trận tại thành phố Fortress, Virginia vào ngày Chủ nhật 7 tháng 7, 2019. Thay mặt cho gia đình Địa Động Quân vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã nhín chút thì giờ quý báu đến chung vui cùng với anh em chúng tôi. Ngày Chủ nhật 7 tháng 7, 2019, Hội Biệt Động Quân Hoa Thịnh Đốn cũng chọn ngày này để có một đêm hội ngộ, để tưởng nhớ đến những người lính Biệt Động Quân nói riêng và các người lính Việt Nam Cộng Hòa nói chung, nay vẫn còn trân quý gìn giữ những áo trận đã bạc màu. Vì thế với chủ đề bạc màu áo trận là ý nghĩa nhất trong đêm nay tại nhà hàng Harvest Moon. Thì cái mục đích chương trình gây quỹ cho Hội Biệt Động Quân ngày hôm nay là chúng tôi chuẩn bị cho Đại hội Biệt Động Quân năm 2020 là kỷ niệm 60 năm thành lập Biệt Động Quân của Việt Nam Cộng Hòa, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì xuyên suốt qua 12 năm qua, hội chúng tôi đã yểm trợ cũng như là kết nối với tất cả các hội đoàn trong vùng, làm những việc như là trùng tu và thành lập một cái đội hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại. Thì ước mong của chúng tôi là hiện tại bây giờ là chúng tôi chỉ là những người đi giữ lửa, vì thời gian mà thắp lửa của chúng tôi đã hết và chúng tôi chỉ là những người giữ lửa và giữ lại cái ngọn cờ của Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa và sẽ trao lại cho cái thế hệ hậu duệ sau này. Và cái ước mong của chúng tôi là nếu chúng tôi còn một hơi thở là ngày về, chúng tôi sẽ đứng sau lưng các em và xây dựng lại một đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn, nhân quyền hơn, dân chủ hơn. Và dĩ nhiên là sẽ trở lại Hoàng Ngọc Viễn Đông của 50 năm về trước. Có hơn 270 quý thân hữu, quý đồng hương, quý hội đoàn, các gia đình và các người lính Biệt Động Quân đã đến tham dự. Đặc biệt có sự tham dự của Trung tướng Phạm Duy Tất. Tổ chức hàng năm của Biệt Động Quân thì cũng là một cái công tác bình thường. Chúng tôi phải làm để là một cái cơ hội, thứ nhất là gây quỹ để sinh hoạt, thứ hai là để cho các hội đoàn có cơ hội gặp mặt nhau, giúp đỡ nhau và yểm trợ nhau để trong tất cả những cái công tác mà sinh hoạt của cộng đồng ở vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đây. Thứ hai nữa là cái dịp để các cháu hậu duệ, tổ chức hậu duệ của Biệt Động Quân cũng nay đã thành một thành viên của Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại. Đó là một tổ chức mà chúng tôi luôn luôn yểm trợ để phát triển, không những trong các con cháu của anh em ở trong quân đội, mà phát triển trên tất cả mọi lĩnh vực, mọi đoàn thể cũng như là mọi thành phần trong xã hội. Mọi người đến để ngồi chung lại với nhau, cho dù mang thân phận người tị nạn trên đất tạm dung, nhưng dòng máu của người Việt Nam Cộng Hòa và ngọn cờ chính nghĩa trải qua bao thăng trầm vẫn luôn dương cao khắp nơi trên thế giới, bất cứ chỗ nào có người Việt tị nạn Cộng sản định cư. 44 năm trời qua, cho dù các người lính Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, cởi lớp chiến bào, nhưng vẫn còn một trách nhiệm nặng nề với lời thề giữ gìn ngọn cờ của Tổ quốc. Chương trình văn nghệ thật đặc sắc do ban nhạc The Wildcat đảm trách, cùng với những ca sĩ địa phương và các ca sĩ hậu duệ của Biệt Động Quân. Với những dòng nhạc đấu tranh và những tình khúc lãng mạn của người một thời mang áo trận đã giữ chân mọi người đến 11 giờ đêm. Vấn đề trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa, Hội Biệt Động Quân của chúng tôi đã làm từ năm 2014 tới nay và vẫn tiến triển đều đặn. Cái tháng vừa rồi đó thì là chúng tôi vừa làm xong 247 mộ và chúng tôi vừa mới nhận nhà thầu giao mộ vào tuần vừa rồi. Thì cho đến thời điểm này đó thì tổng số chúng tôi làm là hơn 1.200 mộ. Cái vấn đề trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa khởi đầu là tất cả chúng tôi có hơn 16.000 mộ, trong đó có một số mộ người ta đã làm trước 1975. Và những cái ngôi mộ chưa làm là những ngôi mộ đất.
sau thời gian vừa qua khoảng 10 năm thì tất cả các hội đoàn nhiều nơi trên thế giới họ đã về tổ chức để làm cái công tác trùng tu này. Thì cho đến nay á, thì hội Biệt Đồng Quân chúng tôi làm được 1.200 mộ và các hội đoàn khác á, họ cũng làm. Cho nên cái vấn đề mà mình phải trực tiếp về Nghĩa Trang thì mình mới nhìn thấy được. Cho nên tôi là người trực tiếp về và tôi đã giám sát và hiện tại chúng ta còn, hiện tại là còn hơn 1.000 mộ mà gọi là mộ đất chúng tôi cần phải trùng tu. Còn cho, bên cạnh đó là cái những mộ trước 75 bây giờ nó sụp lún và thời gian mấy chục năm rồi. Cho nên cái vấn đề mà cái ngôi mộ nó nhìn không còn là ngôi mộ nữa, nó méo xẹo và chúng tôi cũng đang làm lại những cái ngôi mộ đó. Và bây giờ trong cái vấn đề trùng tu thì chúng ta còn rất nhiều mộ chứ không phải là chúng ta đã làm hết đâu. Sau khi mà trùng tu đó thì chúng tôi dự định là chúng tôi sẽ làm đường và chặt những cái cây mà nó mọc mà bất trật tự ở trong đó, nó mọc vào gần những ngôi mộ hoặc là mọc trên ngôi mộ thì chúng tôi sẽ chặt hết, xin phép là chặt hết. Và chúng tôi làm cỏ, có khi mà làm cỏ thì chúng tôi phải nghĩ đến cái chương trình làm lâu dài và có người làm thường xuyên. Thì tại vì khi mà mình về những cái ngôi mộ mình làm năm nay mà năm sau mình không có làm cỏ thì nó mọc lên lại, mình nhiều khi mình không nhìn thấy cái ngôi mộ đâu nữa. Cho nên mình phải có những cái thiện nguyện viên bên đó, những cái hậu duệ bên đó, những cái người họ vào đó họ volunteer họ làm thì họ đi làm cỏ, và những cái mùa cuối năm á, thì nhìn cái nghĩa trang thì thấy nó khang trang. Tôi là một người sinh ra trong thời chiến của Việt Nam Cộng Hòa. 20 năm quá tròn, quá đủ đối với người Việt Nam chúng tôi. Và khi tôi qua đất nước này sau 8 năm thì tôi thấy rằng tôi có bổn phận đối với tất cả những người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa ngày xa xưa đó hy sinh vì Tổ quốc. Và tất cả mọi người lính chiến của Việt Nam Cộng Hòa thì tôi đều mến cả. Nhưng riêng với Đồng Hồng Quân thì có lẽ tôi mến nhiều hơn một chút xíu. Cho nên tôi cũng đến với tất cả các anh, các chị đã một thời, các chị là phu nhân của các anh đã một thời hy sinh cho các anh áo trận. Và cũng cảm ơn các anh đã lên đường để bảo vệ quê hương cho Tổ quốc giống nòi. Tôi từ sư đoàn 9 được tới đây để cái dịp này là để cho tất cả các quân, các anh em trong quân binh chủng tới gặp nhau, thứ nhất là trò chuyện hàn huyên với nhau, và chúng từ đó chúng ta cũng tìm hiểu thêm được là bạn bè của chúng ta, và đặc biệt về những cái tuổi của cựu quân nhân thì nó cũng đã lớn cả rồi, và chúng ta cũng thể biết được những người bạn nào còn và bạn nào mất, và từ đó chúng ta có những cái mối dây liên hệ mật thiết với nhau của những ngày tháng còn lại. Và đây cũng là một cái dịp tốt mà các quân binh chủng thường tổ chức để có những dịp gặp nhau như vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự Hội Biệt Đồng Quân Hoa Thịnh Đốn đêm hội ngộ bạc màu áo trận tại thành phố Fortress, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau.